Tối ngày 23 tháng 6, Faker tham gia một buổi Mega Live ở Trung Quốc để quảng bá sự kiện đặc sản huyền thoại, trong đó chủ yếu là để bán các gói skin Ari huyền thoại cùng với các vật phẩm kèm theo. Faker xuất hiện trong buổi livestream khoảng 1 giờ đồng hồ. Anh đã có màn giao lưu bằng tiếng Trung Quốc với các khán giả và khiến cho các fan thích thú. Ngoài việc trả lời bình luận từ các fan, Faker cũng có thêm một vài tiết mục khá hài hước, trong đó đáng chú ý là màn cosplay bông cải xanh và thể hiện kiểu thả live đặc trưng. Dù Faker không phải là một người chuyên nghiệp trong việc livestream, bán hàng, nhưng nỗ lực tương tác của anh đã thu hút một lượng lớn fan theo dõi. Đỉnh điểm của buổi live chính là cột mốc gần 9 triệu lượt xem và lượng người chốt đơn cũng tăng chóng mặt. Tổng kết buổi Mega Live này, doanh thu mang về được tính toán khoảng 17 triệu nhân dân tệ, khoảng 60 tỷ. Trong đó, các gói skin Ari đắt nhất của Faker được hơn 1.000 lượt mua, khoảng 3,8 triệu nhân dân tệ, khoảng 17 tỷ. Tuy nhiên, buổi Mega Live này kéo dài 5 đến 6 giờ đồng hồ, nhưng việc Faker góp mặt 1 tiếng chính là điều quan trọng cho thấy sức hút của anh với đất nước tỷ dân. Và cho dù không ít người phàn nàn là gói skin Ari của Faker quá đắt, nhưng chỉ cần tuyến thủ này lên trực tiếp quảng bá thì không ít fan đã sẵn sàng bỏ tiền để sở hữu nó. Dù ngay cả trong những trận đấu rank bình thường, Faker cũng chỉ sử dụng trang phục mặc định. Theo như anh từng giải thích, anh chỉ tập trung vào màn thể hiện của mình nên không chú ý lắm đến ngoại hình của các tướng. Ngoài ra, Faker nổi tiếng với lối sống tiết kiệm, chi tiêu luôn hợp lý. Chính vì vậy, trừ các trang phục được tặng hoặc đang có đợt giảm giá, còn lại Faker cũng không bỏ tiền ra để mua trang phục trong Liên Minh. Đây cũng từng là yếu tố khiến cho cộng đồng lên án dòng trang phục Horn of Legend. Với dòng trang phục Horn of Legend lần này, Faker và các thành viên T1 không cần phải bỏ tiền mua. Tuy nhiên, như mọi khi, chính anh cũng không sử dụng, mãi cho tới mới đây. Faker tuy không mang vào trận đấu thực sự, thì người ta cũng phát hiện Faker đã có cái nhìn tổng quát về skin Ari và anh đã mang ra dùng 2 lần. Một lần trong đấu tập với máy và một lần trong chế độ võ đài. Có lẽ Faker cũng muốn thử xem trang phục vinh danh của mình có những hiệu ứng nào đặc biệt. Sự việc khiến nhiều khán giả vô cùng thích thú. Tuy nhiên cũng có những ý kiến nhận định rằng có thể Faker chỉ mang ra xài cho biết và hoàn toàn không có ý định đưa các skin này vào các trận đấu chính thức. Bản thân Faker cũng luôn tuyên truyền lối sống tiết kiệm và chưa từng khuyến khích các fan mua những trang phục của mình. Sau vụ đại án 32 tuyển thủ VCS 2024 mùa hè đã trở lại với những điều mới mẻ, các đội tuyển lần lượt xây dựng đội hình mới, những nhân tố mới cũng được trình làng và đặc biệt là chất lượng chuyên môn các trận đấu cũng được nhận nhiều lời khen từ khán giả. Trong khi đó, số lượt xem cũng dần ổn định trong tuần đầu dù chưa thực sự nổi bật so với giai đoạn playoff mùa xuân. Với nhiều điều tích cực như vậy, cộng đồng fan VCS vẫn cảm thấy thiếu một điều gì đó để giải đấu trở nên hoàn hảo. Mới đây, giám đốc sản phẩm của VCS, Ban GCXG đã có một động thái đáng chú ý trên trang cá nhân. Sếp lớn của giải đấu đã bất ngờ có bài đăng về VCS mùa hè, kèm với đó là biểu tượng của một nhà thi đấu. Bài đăng nhanh chóng gây sốt cộng đồng các fan và nhận được nhiều sự quan tâm. Theo suy đoán, điều này cho thấy việc VCS sắp mở cửa nhà thi đấu cho khán giả đến xem trực tiếp. Trước đó, GCNX cũng đã nhiều lần lên tiếng về việc đổi mới Liên minh huyền thoại Việt Nam, đặc biệt là hé lộ việc gộp giải vào khu vực APAC vào năm 2025. Đầu năm 2023, VCS Studio đã được xây dựng xong ở khu vực quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là nhà thi đấu mà các đội tuyển VCS đã tranh tài trong suốt 2 năm qua, với quy mô lớn từ sân đấu cho tới 8 phòng chờ riêng biệt cho các đội tuyển. Thế nhưng vì nhiều lý do, VCS Studio vẫn chưa thể mở cửa đón khán giả. Do đó, cộng đồng fan thắc mắc rằng, nhà thi đấu sắp tới của VCS sẽ là địa điểm này hay một nơi nào khác. Với việc VCS được gộp vào APAC trong năm 2025, thì Việt Nam được xem như một địa điểm phù hợp để tổ chức các giải đấu. Chính vì vậy, việc trình làng nhà thi đấu ở VCS 2024 mùa hè cũng được xem là thời điểm thích hợp. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là suy đoán ban đầu từ cộng đồng, còn giám đốc VCS cũng đã nhanh chóng xóa bài đăng nói trên. Phoenix vừa nâng chuỗi bất bại của mình lên con số 3, tuyên bố Hanwha Life sẽ là đội đầu tiên đánh bại được Genji tại LCK mùa hè. Hanwha vừa dập KT Roster 2-0 vào chủ nhật vừa qua ở tuần 2, để quên đi khởi đầu mùa giải không mấy tốt đẹp. Họ chịu thua DK 1-2, nhưng sau đó thắng liền 3 loạt BO3 trước Dragon, Brian và KT để giành lấy ngôi nhì bảng. Gặp KT, Phoenix đã sử dụng Sejuani và Fiddlestick, rồi được bầu chọn làm POG ván 1, xuất hiện ở sân khấu chính tại LCK Arena. Người đi rừng của Hanwha khiêm tốn mở đầu cuộc phỏng vấn. Tôi nghĩ hôm nay tôi phải cẩn trọng vì không biết khi nào quả bom KT sẽ phát nổ. Tôi mừng là hôm nay nó không nổ. Phoenix đã đứng đầu với Zira đi rừng đang nổi lên trong meta này ở cả hai ván. Canyon là người đầu tiên giới thiệu cách chơi này trong lịch sử LCK trước chính KT trong cuộc đối đầu ngày 20 tháng 6. Trong khi Zira của Canyon đã chứng tỏ được tiềm năng lớn lao, thì Piosik phía bên kia là thể hiện nghèo nàn, kém sức sống trước Hanwha. Thật là dễ dàng đối phó với Canyon bởi cậu ấy đã chỉ cho tôi cách đấu với Zira trong trận đấu. Trong ván đầu tiên tôi chơi thoải mái và được POG. Như lời của Phoenix, anh đã kết hợp với JK để kiếm về cho Hanwha chiến công đầu sau khi hạ BDD đường giữa phút thứ 8. Chưa hết, Phoenix còn kết hợp cùng Scanner trong tay Doran cung cấp cho Hanwha rất nhiều hiệu ứng khống chế trên diện rộng. Zira dọn rừng cực nhanh ở giai đoạn đầu game nên tướng này có thể nhanh chóng can thiệp đường dưới. Vì vậy tôi cảm thấy mình cần một tướng đường trên phù hợp với chiến thuật đó. Tôi đã cố gắng đối phó với đường dưới của đối thủ bằng cách lựa chọn sự kết hợp giữa Draven Leona để băng trụ mạnh.
Trong meta hiện tại, các đội đang ưa thích sử dụng các tướng đi rừng gây sát thương phép khổng lồ. Khi được hỏi vì sao lại chọn Fiddlesticks, anh cho biết ngay cả các tướng đi rừng IP cũng đang có tương tác qua lại. Trong số những thứ còn lại, tôi coi Fiddlesticks là lựa chọn tốt nên quyết định tạm thời chen chân vào vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Hanwha sẽ quyết đấu với Genji vào chiều nay. Đối thủ và cũng là đội tuyển cũ của Phoenix đang là đội duy nhất chưa từng thua và thậm chí còn thắng cả 8 ván đấu. Họ cực mạnh và họ có rất nhiều sự lựa chọn như túi thần của Doraemon vậy. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi có đủ thời gian để chuẩn bị. Tôi sẽ chuẩn bị thật tốt và giành chiến thắng. Cách đây một thời gian, Riot đã khiến nhiều game thủ bức xúc khi ra mắt hệ thống skin biến thể thần thoại. Người chơi sẽ phải trả cái giá khoảng 22.500 RP, khoảng 2 triệu đồng, nếu muốn 100% nhận được trang phục Jin vũ trụ hắc ám tuyệt diệt. Thời điểm đó, chính Riot cũng ra mắt một bài viết khá dài và chia sẻ về dòng trang phục này được nhắm vào Wales. Cụm từ ám chỉ tệp khách hàng sẵn sàng chi trả một số tiền lớn để mua những vật phẩm trong game mà không quan tâm về giá cả. Cũng vì những chia sẻ lúc đó, cộng đồng game thủ cho rằng loạt trang phục của Faker tại đại sảnh huyền thoại cũng được ra mắt để nhắm vào các Wales. Điều này khiến game thủ chỉ trích Riot khá nặng lời. Họ cho rằng đây hoàn toàn là một hành vi vắt sữa cá voi thay vì tri ân Faker như thông điệp của công ty. Ngược lại, cũng có một số game thủ cho rằng đây là một vấn đề rất tốt dành cho Liên Minh. Nguyên nhân vì Riot đã ra mắt một loạt trang phục giúp công ty này trang trải chi phí dành cho các giải đấu. Bên trên thực tế thì ngành eSports đã xuất hiện khá nhiều thông báo tăng trưởng âm về doanh thu trong những năm gần đây. Bên cạnh đó, game thủ này còn cho rằng Riot ra mắt những trang phục này hoàn toàn không ảnh hưởng đến những người chơi không mua chúng, bởi đơn giản là trang phục này chẳng có tác động nào đến Liên Minh huyền thoại mang tính pay to win. Đây là những sản phẩm rõ ràng được làm cho Well. Riot đã nói như vậy nhiều lần. Chúng tương đương với một chiếc túi sách Gucci của Liên Minh trị giá 3.000 euro. Sự khác biệt duy nhất giữa một chiếc túi sách Gucci và một trang phục 450 euro là số tiền kiếm được từ trang phục sẽ mang lại lợi ích và tài trợ cho những ai không trả tiền cho giải đấu. Thật sự mà nói, họ có thể tạo ra những trang phục đẹp nhất và có thể bán nó với giá 1.000 euro tôi cũng không quan tâm. Nếu bạn giàu, bạn có thể mua những thứ vô nghĩa, đó là cách cuộc sống diễn ra. Vì nguyên nhân này đã có khá nhiều game thủ đồng tình với ý kiến vắt sữa cá voi, vì nó giúp cho Riot tồn tại cũng như phát triển, cũng như giúp họ có chi phí để tổ chức những giải eSports quy mô phức tạp.